Mến chào quý cô chú bác anh chị đã ghé thăm kênh LTK Bonsai ha. Thì hôm nay em xin giao lưu với tất cả bà con mình trên toàn quốc một số cây kiểng như hàng ngày em vẫn giao lưu là bằng lăng rừng và một số cây kiểng bonsai như linh sam, mai chiếu thủy nha, nguyệt quế. Mở 1B ngày hôm nay là cây mai chiếu thủy, lá lớn nha quý cô chú bác anh chị. Đế khá là lực và tông khá là cao ha. Em đo chiều cao nha. Chiều cao tổng là 120 ha, hơn nhưng em đo 120 nha. Hiện tại cây này tàn dù ha. Cây đang hoa nha quý cô chú bác anh chị. Cây hiện tại rất già cây và nu rất nhiều rồi ha. Mai chiếu thủy, hoa mai chiếu thủy này cũng có mùi thơm cũng khá là dễ chịu ha. Hoa màu trắng, tông khá là cao ha, 1m2 gần 1m3 đó, nhưng em tính 1m2. Em đo cái thân ở đây nha. Ở chỗ này em đo là 33 tổng đế ha. Tổng đế em đo tổng 115. Đế khá là đẹp nha quý cô chú bác anh chị. Dòm kỹ, đế thì không có bị một thẹo gì hết nha. Hiện tại cây này em giao lưu không gửi chậu ha, bỏ bầu đi cho quý cô chú bác anh chị mình nha, mã số 1B. Em giao lưu toàn quốc với giá là 4 triệu 500 ngàn đồng. Bà con mình xem YouTube thì lưu ý nhớ mã, nhớ kích thước, nhớ ngày giúp tụi em nha. Cây thì em đo toàn bộ chính xác hết ha. Mã số 2B, linh sam song hình, dáng song thân ha. Chiều cao là 36. Lượng hoa của dòng linh sam song hình này rất là rộ và hoa cho màu tím ha, rất là đẹp và rất là thơm. Tổng tán em đo là 77. Hiện tại cây đang sống rất là khỏe và chi cốt cho ra cũng lớn ha. Phơm tán thì chuẩn hết rồi nha quý cô chú bác anh chị, mặt cắt thì cũng đã liền lạc hết rồi. Linh sam song hình ha. Em đo thân nha. Một cốt đặt là 28. Đế ha. Chồm cái đường thân của cây nha. Co lắc bay lượn. Linh sam song hình mã 2B. Không bao gồm chậu ha. Phơm tán chuẩn. Bà con này mình về vô cái chậu kiểu ha, khoảng tượng trăm ngoài thôi là cây nó sẽ khác, nét thẩm mỹ sẽ tăng lên nhiều ha. 2B, đường thân chuẩn nha, không bị lũa mục ở đâu hết. 2B, giá giao lưu toàn quốc bao gồm phí ship là 2 triệu 500 ngàn đồng tận nơi ha. Bà con mình mua hàng của em thì lưu ý kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ về số điện thoại của mình nha. Mã số 3B là cây mai chiếu thủy dạng cụm rừng 3 thân kết hợp giữa lá lớn và lá trung. Em đo chiều cao nha, 86. Tổng tán ngang là 62. Lá lớn này cốt cành nó chia ra cũng đều rồi nha. Có một cái là những cái tán mà chia ra thì nó chưa có ấm tàn thôi ha. Đợi nó ấm tàn là cây nó sẽ hoàn chỉnh. Và hiện tại chi tay giữa kết hợp lá trung và lá lớn nó đều nhau ha. Đây, một thân của lá lớn là 19. Và bên đây cũng tương đối ha. Hai thân của lá trung nó đang xen vào nhau nha. Đó. Rồi cây này giao lưu toàn quốc giá bao gồm phí ship cho bà con mình là 1 triệu 500 ngàn đồng. Cây thuần chậu nên bà con mình về chăm sóc cũng khá là nhẹ ha. 1 triệu 500 ngàn đồng toàn quốc. Mai chiếu thủy lá trung và lá lớn. Mã số 3B ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449 nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 4B. 4B cây này là mai chiếu thủy lá trung, trung này dòng nguyên thủy ha. Em đo
đo cao là 70 nha. Hiện tại đang nụ khá là nhiều nha. Tổng tán em đo là 60. Rất là già ha. Và đây là dòng trung nu nguyên thủy không ghép 4B. Em đo thân một cốt dưới đây cho bà con mình tham khảo nha. Thân một cốt này tổng em đo trừ hao 2 phân là lấy 25 nha. Mai chiếu thủy trung nu. Cây này thuần chậu với lại thích hợp khí hậu ba miền, cho nên bà con mình cũng dễ giao lưu ha. Bắc Trung Nam đều giao lưu được hết. Và giá cả thì tụi em bao hết rồi, cho nên bà con mình chỉ cần thanh toán đúng số tiền thỏa thuận với shop khi mà ban đầu em gửi cây nha. Rồi giá giao lưu mã 4B này em giao lưu toàn quốc với giá là 800. Mã số 5B rồi em giao lưu cũng 800.000 luôn ha. Những phí ship cây này do hàng cồng kềnh nên sẽ rất là cao nha bà con. Cho nên thì tụi em hai cây thì tụi em chỉ giảm được 100.000 đồng cho bà con mình ha. 80 là tổng cao. Tổng ngang là 72. Mai chiếu thủy trung nu đang hoa nha. Và đối với hàng cây cảnh khi mà mình vận chuyển đường xa á, thì hầm cây nó sẽ vàng và rụng lá một mớ so với lá già mà lá yếu đó ha. Đây này em đo tổng cụm đi ha, tại nó nhiều thân chụm gần nhau quá anh sợ đo không chính xác. Tổng như thế này là 44. Còn cái phần đế, cái phần chậu ở dưới đây á, thì bà con mình về có thể sang chậu thì gỡ bỏ bầu bớt giùm em nha. Tại rễ non nó ăn toàn bộ hết trơn bầu rồi, bà con mình sang chậu thì thêm giá thể cho cây nó hấp thụ tốt, cây nó phát triển nhanh nha. Rồi 800.000 đồng toàn quốc cho mã số 5B, mai chiếu thủy dòng trung nu. Mã số 6B, cây này thì 750.000 đồng, cao là 60 nha, tổng ngang là 55. Cây tụi em thuần chậu hết trơn rồi, cho nên thích hợp với những khách hàng mà tập chơi hay là chơi lâu năm cũng vẫn ok nha quý cô chú bác anh chị. Tại vì không cần chăm nhiều, không cần phải những cái kiến thức nhiều mình mới chăm được nó ha. 246 thân nha. Một thân đại diện của nó là 11. 246 thân lớn nhỏ ha. Thân lớn nè. Ủa thân nhỏ nè. Rồi, giá giao lưu toàn quốc là 750.000 đồng tận nơi nha. Phí ship bao ha. Tới nơi bà con mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Rồi, cái này giá 700.000 đồng ha. Cây này có chiều cao là 60. Kích thước em đo đã trừ hao lại 1-2 phân cho cô chú bác anh chị mình rồi ha. Tán ngang là 68. À, dòm kỹ nè. Hoa mai chiếu thủy nó sẽ rộ như thế này nè nha. Nở một cái là trắng cây nha quý cô chú bác anh chị. Và nếu muốn xử lý hoa thì bà con mình xiết nước vài ngày, nhìn cây nó sơ là bắt đầu bà con mình tưới nước hoặc là trợ Atonit vô là bắt đầu cây nó sẽ cho hoa ha. Rồi 15 là hoành thân tổng đại diện. Hai cây này nó cũng liền bề đế thôi nha. Dòm kỹ ha, tại nó không có thoát thân cao thôi. Giá giao lưu toàn quốc. Nhiều quên tiêu rồi. Hồi nãy nó nhiều. Rồi này 700.000 nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 7B. Giá này thì tụi em đã bao phí ship luôn rồi. Một cây thì không có dưới 200.000 tiền ship đâu nha. Phí cồng kềnh còn thùng mốp này kia kia nọ tụi em đóng đi cho cô chú bác anh chị nữa. Cho nên hàng tụi em báo giá cũng sát sát cho nên không có giảm được nhiều cho mình ha. Mã số 8B. Đây là mai chiếu thủy 26. Cái này là này giống nu gò công hết chú cô chú bác anh chị, hàng này hàng sữa đế nha. Cốt cành lớn ha. Tán ngang là 35. Hoành thân đây ha, 17. Đế đều ha. Bà con mình về demo vô cái chậu kiểu nhỏ nữa ha. Có chậu xưa thì vô luôn luôn. Còn không xưa thì mới bên quà đó. Cây nó sẽ tăng giá trị lên nhiều hơn nha. Dạng như bonsai mini để bàn ha. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình giá là 1.100.000 đồng tận nơi ha. Số điện thoại của em có để dưới mô tả là 0939 700 449 nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 9B.
Cây này cũng 1.100.000 đồng ha. Cây này có chiều cao là 28 nha. Tổng tán ngang là 35. Cốt cành chia tay chỉnh sửa hết rồi, vô dây kẽm chia đều hết cho mình rồi ha. Về sang chậu là coi cái nào mình chỉnh sửa thêm cho cây nó hoàn chỉnh thêm giúp em ha. 12 là tại đây em đo nha. Phần dưới đây thì do sát quá cho nên em không đo được, nhưng mà nó lớn hơn ha. Đây, phơm tán bà con mình dòm kỹ ha. Nu cho ra cũng cục cục như những viên đạn bi hết trơn rồi nha. Đó, đế thì đế đều 24 giờ đều hết tròn luôn nha. Rồi 1.100.000 đồng tận nơi. Em giao lưu toàn quốc nha quý cô chú bác anh chị. Xa gần gì em cũng có thể gửi được ha. Rồi, mã số 10B. 10B đây là dòng nguyệt quế lá xoắn hoa chùm già cây ha. Có cái tán cao là 59. Tán ngang là 55. Hiện tại dòng này người ta cũng chỉnh sửa tàn núm cho mình hết trơn rồi. Về mà cái nhánh nào mình cảm thấy chia không đều thì mình bẻ lại cho cây nó đều lại nha. Tại vì nhánh nó cũng dẻo ha. Phần thân nha. Phần thân này là 25. Dòm kỹ mà có cái nào không rõ thì liên hệ Zalo em. Em chụp hình gửi lại cho quý cô chú bác anh chị mình ha. Thân cũng khá lực nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 10B. Giao lưu với giá là 1.200.000 đồng tận nơi ha. Bao gồm phí ship và không bao gồm chậu ha. Và những cây cảnh tụi em đi ha, đắp thêm một ít giá thể cho cây nó giữ ẩm nha. Cho nên quý cô chú bác anh chị mình là nhận hàng thì cây nó cũng sẽ còn rất là khỏe. Có những cây thì dễ rụng lá thì nó sẽ rụng thôi ha. Mã số 11B cũng là nguyệt quế lá xoắn hoa chùm dạng này lùng lực ha. 46 là cao. Đây, hiện tại cây đang nụ nha. Hiện tại ở nhà hay là ở quán hay là ở không gian làm việc thì tất cả đều có một cái không gian xanh riêng nha quý cô chú anh bác anh chị. Cho nên những cây cảnh này hiện tại đang được giao lưu khá là mạnh nha. Rồi, quanh thân tổng em đo là 28. Có một cái không gian xanh là nhà mình trở nên mát mẻ hơn nhiều ha. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm đang hoa. Cây thuần chậu nhưng mà lên đây thì tụi em bó bầu như thế này để khi vận chuyển đi thì bà con mình dễ hình dung ha. Rồi bà con mình về cắt cái phần măng keo rồi lên chậu giúp em nha. 11B, giá giao lưu là 1.400.000 đồng tới nơi. Nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Tàn đó thì bà con mình về tùy ý thích, muốn chỉnh sửa theo ý của mình thì chỉnh ha. 12B, cây này là cây sọp nha quý cô chú anh chị. Cao nha, lưu ý giùm em là 47. Còn ngang là 40. Dòng này là dòng mini bonsai. Bà con mình kết hợp hòn non bộ ha, cho ôm đá cũng rất là ok nha. Tại vì dòng này thì đa số người ta trồng hòn non bộ khá nhiều. Tổng như thế này em đo là 35. Còn thân đặt trên đây, để em đo thân đặt luôn nha. Đây, cái thân đợt này là 13. Đó. Rồi chậu này em gửi đi luôn cho quý cô chú bác anh chị mình đi. Coi kỹ giùm em nha. Những cái chậu này nó cũng mấy hết trơn rồi. Bà con nào không lấy thì em bỏ lại bó bầu. Còn muốn gửi luôn thì em gửi luôn. 12B, giá giao lưu cây này là 600.000 đồng tận nơi ha. Và em giao lưu toàn quốc nha. Cho nên bà con mình ở đâu thì cứ liên hệ về số điện thoại của em để em gửi hàng cho quý cô chú bác anh chị mình nha. Mã số 13B. Đây là linh sam song hình. Sam song hình này dòng mini hơn xíu ha. Nhưng mà dáng tàn đặc và đế đều đế chuẩn nha quý cô chú bác anh chị. Em đo tổng tán. Tổng tán là 57. Còn rộng của cây là 30. Thân nha. Thân em đo luôn cho mình là 19. Còn đế như thế này ha, 78. Đây là những cục đá mà người ta kết hợp từ nhỏ ha, đặng cho đế nó phồng lên nha. Đây, dòm kỹ nè.
Có sao thì em báo vậy ha. Và ghi khi đi thì tụi em không có chỉnh sửa bất kỳ gì hết. Cái thứ nhất là tàn, tụi em nếu mà sợ gãy chỗ đó thì em sẽ ép vô và đảm bảo an toàn nha quý cô chú bác anh chị. Còn chậu thì em gửi cái nào được em gửi, còn không gửi được thì em đã báo trên YouTube là bỏ lại ha. Đế cực kỳ đẹp nha. Mã số 13B, 1,2 triệu tận nơi. Linh Sam Song Hinh ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. 14B cũng là dòng Linh Sam Song Hinh. Và giá cây này là 1,2 triệu đồng luôn nha. Đó, hoa rất là thơm nha quý cô chú bác anh chị. 70 là tổng tán dài nhất nha. Còn rộng của cây em đo ở đây ha, 45. Giá thì tụi em đã báo sát sát rồi, do cạnh tranh nên tụi em sẽ không báo giá cao cho quý cô chú bác anh chị mình dễ lựa chọn ha. Và giá này đã bao phí ship luôn rồi, cây nuôi có thể là thành phẩm rồi nha. Coi cái bông ha, rất là đẹp nha. Và đặc biệt là cái mùi hương của nó ha, mùi hương của nó rất là thơm. Thơm của mùi thơm cũng khá là dễ chịu. Nở rộ cây là nguyên sân nhà bà con mình là thơm rực luôn á. 17 là thân em đo chính xác nha quý cô chú bác anh chị. Đế cây bà con mình có thể khai thác lại thêm nha. Còn trên YouTube thì quay làm sao thì em đi y gan vậy ha, không hề môi đế cắt tỉa cành gì hết. 14B, giao lưu toàn quốc thì cây này có giá 1,3 triệu. Đây để em nghiêng. Đế, những cái cọng đế cũng khá là lớn ha. Đó. Rồi, 1,3 triệu đồng tận nơi cho quý cô chú bác anh chị mình. Cây Linh Sam Song Hinh, mã số 14B. Mã số 15B, đây là dòng Linh Sam đa ưu điểm. Dòng này hiện tại là đang nụ nha quý cô chú bác anh chị. Hoa này cũng đậm hơn hoa Linh Sam Song Hinh ha, nhưng mà nhỏ hơn. 58 tổng tán ngang, cao là 42. Linh Sam thì rất là dễ để hoa, cho nên bà con mình an tâm. Hoa hết đợt này nó sẽ nở đợt khác, tùy theo mình xử lý thôi ha. Đó nè, những cái chột hoa đang ra như thế này là đang ra nè nha. Đó, còn bên đây giờ mình thấy rõ hơn nè. Nụ ra rất là nhiều, bà con mình về đợt này là hoa lên luôn đó nha. Rồi, 20 là tổng hình thân của cây đa ưu điểm này nha. Đa ưu điểm này dán chuẩn nha quý cô chú bác anh chị. Mã số 15B, giao lưu toàn quốc với giá 1,2 triệu đồng ha. Linh Sam đa ưu điểm nguyên thủy, 15B, giao lưu toàn quốc 1,2 triệu. Những cây này thì bà con mình thích hợp để demo ở những cái quán cà phê rồi ha. Hoa hương nhẹ nhẹ và bà con mình có thể giao lưu lại cũng được nha. Đây là kinh Linh Sam siêu hoa. Siêu hoa này có cái tán ngang 60 nha. Kích thước bà con em đo trên đây thì bà con hào hào đậu lớn ở ngoài dùm em nha. Còn cao là 25. Thân lực nha quý cô chú bác anh chị. Hiện tại cây này em đang xử lý để hoa. Bà con mình về tưới nước giữ ẩm dùm em là cây nó sẽ hỗ trợ cho ra hoa luôn nha. Ở đây em đo là 25. Rồi cây này giá giao lưu toàn quốc ha, có giá 700.000 đồng tận nơi. Đó, đế đắm toàn quốc thì bà con đế đắm rồi em nuôi toàn bộ, có gì bà con mình coi giúp em. Cái nào không rõ thì liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho bà con mình chỗ đó. Còn kích thước thì bà con mình lưu ý em đo công khai trên YouTube nha. 700.000 đồng, mã số 16B. Mã số 17B là dòng kim quýt bonsai. Dòng này ghép với kim quýt Thái ha. Giá giao lưu là 900.000 đồng. Cao là 48. Ngang là 38. Kim quýt Thái này siêu trái nha quý chú bác anh chị. Hiện tại trong thời gian quay YouTube này thì cây chưa cho trái nha. Bà con mình về chăm sóc thêm dùm em, cây nó đủ sức nó sẽ cho trái bình thường ha, trong thời gian ngắn thôi nha. Rồi quanh thân đây là 14. Không bao gồm chậu khi vận chuyển nha. Kim quýt ghép với kim quýt Thái siêu trái. 17B,
Rồi giá giao lưu là 900.000 đồng ha. Bà con mình ưng cây nào thì lưu ý nhớ mã số nha, để gọi về số điện thoại của em là 0939700449 để mình chốt hàng ha. 18B cũng là 900.000 đồng luôn ha. Kim quýt 45 là cao. Cây có gai nha quý cô chú bác anh chị. 50 là tổng tán ngang. Dòng này trái khi chín nó sẽ có tinh dầu cho nên hỗ trợ mình trong đông y hoặc là tây y ha. Ủa đông y nha quý cô chú bác anh chị. Rồi, quanh thân này là 18. Báo trước với bà con mình không bao gồm chậu nha. Thì bà con mình cũng biết là những cái cây này, chậu này thì khá là dở ha. Rồi, 18B. Giao lưu toàn quốc với bà con mình cũng 900.000 đồng ha. Cũng hàng ghép nha. Có sao thì em báo vậy ha. 19B. Clip này em có hai cây thần kỳ nha. Và giá là 500.000 đồng. Thần kỳ này có trái làm thay đổi vị giác như quý cô chú bác anh chị. Tổng tán dài là 40. Còn cao từ đây tới mặt đế là 24. Thân thì khoảng ngón tay cái ha. Và đế cũng khá là đẹp nha. Thần kỳ này bonsai. 19B. Em giao luôn chậu viên quà Đồng Nai mới này ha. Chậu này cũng khá là nhỏ nên em đang ép chậu đó nha. Còn mình về ưng ý thì để vậy, còn không ưng ý thì sang cái chậu mới. 19B. Giao lưu nguyên vậy thì giá 500.000 đồng toàn quốc. Cây thần kỳ ha. Mình ăn chanh, người ăn trái này vô mình ăn chanh thì nó sẽ bớt chua lại nha. Nó chuyển sang một cái vị khác ha, nó dễ chịu hơn. Giảm chua. 47 là tổng tán. Còn cao lên là 30. Dòng này người ta uống tỉ mỉ từ những cái nhánh nhỏ nhất cho cô chú bác anh chị mình rồi. Giao lưu về thì chỉ cần chỉnh sửa lại những cái nhánh nào mà mình không ưng ý thì mình chỉnh sửa. Rồi cây này thì hoành khoảng ngón tay cái em nha. Mã số 20B. Uống đế từ nhỏ ha. Rồi 500.000 đồng toàn quốc ha. Hiện tại cây khi đi thì tụi em đắp thêm giá thể cho cây nó giữ ẩm nha. Cho nên bà con mình an tâm, cây nó sẽ không có bị mất sức nhiều. Và đối với cây thuần chậu cho nên bà con mình về cũng không có chăm tổn nhiều quá ha. 243 là cao. Cây vạn niên tùng ha. Có người gọi là tùng La Hán nha quý cô chú bác anh chị. Tại nó có 2-3 tên cho nên ai muốn thích gọi nào gọi. 46 là tổng tán ngang. Đường thân cây rất là già ha. Và nhánh người ta vô kẽm hết trơn rồi. Đây. Này vô kẽm từ rất là nhỏ rồi cho nên mới gỡ ra là cây nó đã ăn và dạ. Hàng tùng thì đa số là bị lũa nghe quý cô chú bác anh chị. Đây. Thân ở trên đây là 13 nha. Một dòng đế như thế này là 45 đi ha. Đó, đây là lũa nè nha. Lũa đã xử lý và đây là lũa đã xử lý ha. Dáng như, giống như là một con thú nằm dài ha. Mã số 21B. Cây tùng này có giá 1 triệu đồng không bao gồm chậu. Và ship đến tận nơi. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Và hiện tại tụi em giao lưu cây thì cây nhỏ 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 vậy thì tụi em gửi đến nơi mới thu tiền quý cô chú bác anh chị mình nha. Toàn bộ là không có thu tiền trước ha. Và phí tụi em đã bao rồi, bao trước khi mà cây gửi đi ha. Cây này là cây bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, dạng phôi. 43 là cao. Do hàng miền rừng núi và khai thác cho nên là cây nó sẽ có những cái vết lũa do tự nhiên. Và đó cũng là cái nét độc đáo của nó ha quý cô chú bác anh chị. Dòm kỹ giùm em những cái mặt cắt này về bà con mình có thể tạo lũa tại những mặt cắt này. Còn hiện tại cây thì bọng nha. Đây lũa, lũa âm thân từ đây lên tới đây ha. Bà con mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái cho cây xiên hoa và cây có giá trị hơn ha. Còn một mùa trong năm thì nó chỉ nở vào một mùa hè thôi nha quý cô chú bác anh chị. Tổng bề đế như thế này em đo là 110. Mã số 21B. 22B. 22B cây này có giá giao lưu toàn quốc là 1.400.000 đồng ha. Bằng lăng rừng hoa tím đá nhỏ. Và hiện tại bà con mình khỏi lăng tăng về sức sống,
tụi em đã dâm ủ toàn bộ đều có lên chồi khỏe mạnh hết trơn rồi. Thì bà con mình về lên chậu cứ giữ cái phần bầu ở phía trong, còn cái phần bầu ở phía ngoài thì bà con mình cắt bỏ bình thường ha. Cây dáng quái mã số 23B, 53 là chiều cao. Hàng khai thác như quý cô chú bác anh chị. Bằng lăng này thì em giao lưu cũng khá là lâu rồi, có thể là trên 2 năm rồi. Cho nên bà con mình an tâm. Đây là mặt lũa cứng sành hết trơn rồi ha. Thích để như vậy thì để như vậy, còn không để như vậy thì tạo lũa lại. 23B. Đây là mặt sau của nó, những cái cục đá núi này ha. Cây rất là đẹp. Rồi, 76 là chỗ này em đo ha. Cây bao da sống khỏe và chồi ra rất là mạnh rồi. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 1.600.000 đồng tận nơi cho mã 23B. Và ưng ý cây nào thì cứ việc alo về số điện thoại của em là 0939700449 ha. Nếu mà bà con mình gọi không bắt máy thì cứ nhắn tin bình thường em sẽ trả lời nha. Tại vì đôi khi nghe điện thoại của khách cho nên em không có trả lời kịp một lúc cho quý cô chú bác anh chị mình ha. Cây bằng lăng rừng mã 24B, 45 là chiều cao. Hàng này ghép vô thì sẽ xuyên hoa hơn ha, và tuổi thọ của nó cũng sống rất là lâu nha. Tại vì có những bà con mình lăn tăn về sự sống của nó khi mà mình ghép á. Rồi, hoành thân tổng là 77. Dáng rất là quái ha. Và mặt cắt sành hiện tại là cứng ngắt rồi ha, chứ không có mục nha. Rồi, cây này em giao lưu bà con mình 1.500.000 đồng ha. Phí ship tới nơi. Và hiện tại tất cả mặt hàng em giao lưu bà con mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Mã số 25B. Và clip em hay phát lúc 12 giờ trưa hàng ngày trên kênh LTK Bonsai. Bà con mình có thể đón coi giờ đó giúp em nha. Chọn được những cái cây ưng ý về nhà vườn của mình ha. Rồi cây này là cây ôm đá nha quý cô chú bác anh chị. Cây này có chiều cao là 40. Đá này rất là nặng ha. Đây cây đâm chồi nảy lọc hết trơn rồi nha. Thì bà con mình ghép bằng tường vi vô thì có thể cấy lên da. Tét một miếng da nhỏ rồi mình cấy lên đó rồi mình quấn băng keo lại ha. Rồi tưới kích rễ giùm em nha. Đây em đo trên đây thôi ha, không có đo cục đá nha. 80. Đá này rất là nặng nha. Nhưng mà về bà con mình thích thì để vậy, còn không thích thì đục ra. Còn tụi em thì vận chuyển luôn. 25B. Giá giao lưu cây này em giao lưu toàn quốc chỉ 900.000 đồng thôi. Phí ship tụi em đã bao hết trơn rồi. Cho nên bà con mình chốt giá với em giá nào thì bà con mình chỉ cần thanh toán vậy thôi. Không có tình trạng mà phát sinh thêm cái gì hết ha. Mã số 26B. Cây này cũng ôm đá ở trên cái ngọn đầu này ha. Rồi, cao là 36. Đá này thì làm nên cái nét đẹp của nó ha. Cho nên bà con mình đục đá ra nó mất dáng cây. Tổng bệ nha. Tổng bệ như thế này là 85. Đó. Mã số 26B. Em giao lưu toàn quốc cây này tới nhà mình ha, 900.000 đồng tận nơi. Chồi đâm mạnh hết trơn rồi. Về ghép với tường vi được luôn rồi ha. Cây 27B, cây cuối clip của em nha. Mini. Một bệ nhỏ mini ha. Rồi. Cao là 22. Em đo luôn bệ nha. 75. Đây là đá nha chứ không phải là cây của nó ha. Đó, bệ này em giao luôn toàn quốc với bà con mình 500.000 đồng, 27B. Nhỏ nhỏ nhưng mà dáng cũng khá là đẹp nha, chứ không phải là không đẹp nha quý cô chú bác anh chị. 27B. 500.000 đồng tới nơi. Và đây cũng là một cái tác phẩm bằng lăng rừng cuối clip của em. Thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý cô chú anh chị gần xa đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop của em ha. Và xin hẹn lại những clip tới trên kênh LTK Bonsai. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.